nghệ sĩ nhân dân Hoàng Cúc trở lại với phim ảnh sau 10 năm vượt qua bạo bệnh. Xuất hiện trong buổi họp báo ra mắt phim chiều qua, ngày 19 tháng 7, tại Hà Nội, nghệ sĩ nhân dân Hoàng Cúc vẫn giữ được nét quý phái, dịu dàng và thanh lịch. Nếu không tiết lộ, chắc ít người có thể nhận ra nữ nghệ sĩ đã từng có một thời gian dài chống chọi với căn bệnh ung thư vú và phải trải qua nhiều đợt xạ trị. Nữ nghệ sĩ cho biết, hiện tại sức khỏe của bà đã ổn và không còn phải điều trị theo phác đồ điều trị ung thư. Trong 10 năm qua, các đạo diễn vẫn tìm đến bà ngỏ lời mời tham gia phim, nhưng vì bận rộn việc chăm sóc cháu nội và tình hình sức khỏe chưa được cải thiện nên bà không nhận lời. Lần này, khi đọc kịch bản Hoa Hồng Trên Ngực Trái đến tập thứ 5, bà đã quyết định trở lại với phim ảnh vì kịch bản quá thuyết phục bà. Trong phim, nghệ sĩ nhân dân Hoàng Cúc vào vai một bà mẹ chồng rất yêu thương con dâu. Vì hôn nhân của bà từng đổ vỡ bởi thói trăng hoa của chồng nên bà luôn cố gắng vun vén cho hạnh phúc của con trai và con dâu để không vướng phải tình cảnh tương tự. Tuy nhiên, cuối cùng, người con trai của bà cũng đã đi vào vết xe đổ của bố mình khiến cho gia đình tan đàn xẻ nghé. Nghệ sĩ nhân dân Hoàng Cúc rất tâm đắc vai diễn và bộ phim đề tài gia đình này vì mọi khía cạnh được đề cập đều rất gần gũi, chân thực và sinh động. Phim Hoa Hồng Trên Ngực Trái xoay quanh cuộc đời của một người phụ nữ tên là Khuê, Hồng Diễm. Gần 10 năm an phận ở nhà chăm chồng, nuôi con, Khuê cứ ngỡ rằng chỉ cần mình bỏ công sức, thời gian và cả tuổi trẻ thì sẽ nhận lại được một cuộc sống bình an và yên ấm. Tuy nhiên, sóng gió ập đến khi chồng cô Thái, Ngọc Quỳnh vì nhân tình có con trai mà ép vợ phải ly hôn. Chưa một lần phải đối diện với những gì diễn ra ngoài cánh cửa của ngôi nhà, vừa mang nỗi đau bị chồng phản bội, vừa phải dứt ruột xa con, Khuê bị đẩy ra ngoài cuộc đời khi tay trắng hoàn toàn. Biến cô lớn khiến Khuê phải tự mình vực dậy, giành lại quyền nuôi con cũng như quyền được hạnh phúc chính đáng của mình. 34 tập phim mang đến cái nhìn đa chiều về người phụ nữ trong gia đình ở xã hội hiện đại. Có người chấp nhận cuộc sống nội trợ, có người tự tạo dựng sự nghiệp và chỗ đứng trong gia đình, có người quan hệ tốt với mẹ chồng, có người lại luôn mâu thuẫn, căng thẳng. Hoa Hồng Trên Ngực Trái có nhiều cuộc chia tay, nhiều sự chấm hết. Tuy nhiên, khi nhìn lại người ta thấy mọi sự kết thúc luôn là khởi điểm của những bắt đầu. Và cái giá phải trả cho những mất mát sẽ luôn khiến ta biết trân trọng và gìn giữ hiện tại của mình hơn. Theo đạo diễn Đỗ Thanh Hải, giám đốc trung tâm sản xuất phim truyền hình VFC, dự án mới của VFC lần này là một bộ phim đề cao tính nữ quyền vô cùng mạnh mẽ, được đẩy mạnh và khai thác triệt để. Những người phụ nữ trong phim dù đi những con đường khác nhau nhưng luôn đấu tranh để giành lại hạnh phúc cũng như tìm thấy được những thứ xứng đáng với giá trị bản thân. Với tác phẩm lần này, đạo diễn Vũ Trường Khoa đã mời được nhiều diễn viên vắng bóng khá lâu trên màn ảnh nhỏ như nghệ sĩ nhân dân Hoàng Cúc, Kiều Thanh và Diệu Hương. Khán giả chắc chắn sẽ không khỏi ngạc nhiên khi thấy nghệ sĩ nhân dân Hoàng Cúc sau 10 năm đã trở lại, một Kiều Thanh sắc sảo với vai diễn mới hay một Diệu Hương đầy mặn mà với nhân vật nhiều chiều sâu cảm xúc. Hồng Đăng và Hồng Diễm cũng sẽ tiếp tục tái ngộ trong bộ phim này, nhưng sẽ là một mối tình đầy phức tạp với Lương Thanh và Ngọc Quỳnh. Phim còn quy tụ nhiều gương mặt nổi tiếng của màn ảnh Việt như nghệ sĩ ưu tú Thanh Quý, nghệ sĩ ưu tú Công Lý, nghệ sĩ ưu tú Bích Thủy, diễn viên Phú Đôn, Trọng Lân. Bộ phim sẽ được phát sóng sau khi phim Mê Cung trên VTV kết thúc. Hà Tùng Long. Bạn nhớ đăng ký theo dõi kênh để nhận được nhiều thông tin mới nhất.